cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Siêu PAC hỗ trợ Tổng thống Trump thu về hơn 100 triệu đô la chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng. Cựu thư ký báo chí chỉ trích quan điểm của Tòa Bạch Ốc sau cuộc họp báo NATO của Biden. Bảo chúa Joe Biden tiếp tục bóp méo thực tại. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, lòng nhiệt thành của người dân Hoa Kỳ dành cho cựu Tổng thống Donald Trump đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Và điều đó được dẫn chứng qua việc các dòng tiền liên tục ồ ạt đổ về siêu quỹ ban hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump, làm cho con số gây quỹ lên tới cả trăm triệu đô chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi. Cụ thể, Make America Great Again Inc. gọi tắt là MAGA Inc., một trong những siêu PAC hàng đầu ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho cuộc bầu cử năm 2024, vừa thông báo đã gây quỹ được 104 triệu USD trong quý 2 năm 2024, tức là từ tháng 4 đến tháng 6. Con số này lần đầu công bố vào thứ Sáu. Ngoài ra, Maga Inc. cho biết hiện tại họ có gần 114 triệu USD tiền mặt trong kho quỹ của mình. Thông báo từ Maga Inc. được đưa ra một tuần rưỡi kể từ khi chiến dịch của Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa ANC công bố rằng họ đã thu về một con số khổng lồ là 331 triệu USD trong 3 tháng qua, vượt qua 264 triệu USD mà chiến dịch tái tranh cử của Joe Biden và Quỹ ban Quốc gia đảng Dân chủ GNC đã thu về trong cùng kỳ. Sự tăng trưởng đáng kể trong quỹ của cựu Tổng thống Trump một phần được thúc đẩy bởi việc người dân đã gia tăng đáng kể vì quyên góp sau các phán quyết vi hiến của đám thổ phỉ cánh tả gắn lên người ông Trump trong phiên tòa hình sự can thiệp bầu cử được đảng Dân Chủ dựng lên vào mùa xuân này kể từ khi phán quyết được đưa ra tuyên bố tổng thống trump có tội thì người dân hoa kỳ đã hoàn toàn mất lòng tin vào hệ thống pháp lý của chính quyền biden họ mong muốn được sống trong một quốc gia tự do nơi tôn trọng quyền tự do ngôn luận và không tồn tại một chính quyền lợi dụng bộ tư pháp tấn công đối thủ chính trị của mình do đó việc các cử tri ngày càng quay lưng với joe biden và đảng dân chủ để ủng hộ một tổng thống liêm chính như ông trump không có gì quá bất ngờ cpac hỗ trợ ông trump cũng đã thông báo một tháng trước rằng họ sẽ chi 100 triệu USD trong mùa hè này cho một chiến dịch quảng cáo lớn tại các bang chiến trường quan trọng để ủng hộ cựu tổng thống. Securing Americans' Greatness, một tổ chức phi lợi nhuận do CEO của Mega Inc. là Taylor Budowitz điều hành, cũng đã chạy các quảng cáo nhắm đến việc lên án những thảm họa biên giới và kinh tế mà cụ Biden cùng đám côn đồ đảng Dân Chủ gây ra. Budowitz và đội ngũ tài chính của Mega Inc. Dự kiến sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp cá nhân với các nhà tài trợ hàng đầu tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin vào tuần tới. Petrovich nói: "Bagging đã được giao phó một trách nhiệm đáng kể nhờ sự ủng hộ có 102 trong lịch sử của các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cách cẩn thận để ủng hộ Tổng thống Trump và làm những công việc cần thiết để đảm bảo ông ấy được trở lại tòa Bạch ốc." quỹ gây được trong quý 2 của siêu quỹ ban được thúc đẩy bởi một khoản đóng góp khổng lồ 60 triệu USD từ Timothy Mellon, nhà tài trợ tỷ phú và là người thừa kế tài sản của ngân hàng Mellon. Các nhà tài trợ bảo thủ lớn như Richard và Elizabeth Julian, người sáng lập một công ty cung cấp vận chuyển lớn, đã đóng góp tổng cộng 10 triệu USD cho Maga Các nhà tài trợ lớn của đảng Cộng Hòa và tỷ phú Texas Casey Warren, ông trùm bất động sản và hàng không Robert Bigelow, và giám đốc điều hành Linda McMahon, người đã điều hành cục quản lý doanh nghiệp nhỏ trong thời gian Trump còn tại vị ở tòa Bạch Ốc. Mỗi người đã đóng góp 5 triệu USD cho siêu này. Mega Inc. cũng nhấn mạnh, họ đã thu về 275 triệu USD kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2022. Cựu thư ký báo chí chỉ trích quan điểm của tòa Bạch Ốc sau cuộc họp báo NATO của Biden. Kính thưa quý vị, cựu thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Jill Biden Michael LaRosa, đã chỉ trích đội ngũ truyền thông tòa Bạch Ốc vào thứ Năm, cho rằng họ đang sống trong một thế giới song song sau khi một quan chức cấp cao ca ngợi màn trình diễn của Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo NATO. Hiện giờ đảng của tôi đang bị phân chia thành hai thực tại khác nhau. Michael LaRosa, người từng là thư ký báo chí của đệ nhất phu nhân Jill Biden, viết trên nền tảng X vào tối thứ Năm để phản hồi một bài đăng từ nhà truyền thông Cộng hòa Sarah Matthews chỉ trích Andrew Bates, phó thư ký báo chí cấp cao của tòa Bạch Ốc. Dưới đây là một thực tại song song mà hầu hết chúng ta, những người dân chủ, không thực sự sống trong đó. Việc Biden tỏ ra mạch lạc trong cuộc họp báo lớn đầu tiên của năm 2024 không phải là tiêu chuẩn mà hầu hết người dân Hoa Kỳ chúng ta mong đợi, nhưng rõ ràng đó là tiêu chuẩn mà chỉ riêng đội ngũ của Biden đã đặt ra cho ông ấy, và điều đó thật sự đáng sợ. Sarah Matthew đã chỉ trích Bates vì một bài đăng trên nền tảng X mà ông đã viết sau cuộc họp báo NATO được chờ đợi từ lâu của Tổng thống Biden vào tối thứ Năm, trong đó, Bates nói, để trả lời câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, không, Joe Biden không có bằng tiến sĩ về quan hệ ngoại giao. Ông ấy chỉ đơn giản là rất giỏi thôi. Lưu ý rằng Andrew đã đăng tải bài viết của mình, sử dụng tài khoản chính thức từ tòa Bạch Ốc mà lại dùng các từ ngữ nhạy cảm, không phù hợp. Matthew đã phản bác lại luận điểm của Andrew Bay. Thứ nhất, không một ai thắc mắc về vấn đề đó cả. Thứ hai, việc sử dụng từ ngữ nhạy cảm trên tài khoản chính thức của tòa Bạch Ốc là không phù hợp làm cái gì cũng cần phải suy nghĩ trước. La Rosa nói với Fox News Digital, mọi người đánh giá màn trình diễn của Tổng thống dựa trên cảm nhận của họ hoặc những gì họ đã cảm thấy về tình huống này. Sự phấn khích quá đà của Andrew mà Sarah đang phản ứng, đáng buồn thay lại là một ví dụ về sự phân hóa trong đảng Dân Chủ hiện nay. Nhưng đó là công việc của Andrew, và anh ấy rất giỏi trong việc bảo vệ hình ảnh của Biden mục đích của anh ấy là mù quáng nghe theo quan điểm của sếp và thuyết phục mọi người xung quanh cùng tin tưởng vào quan điểm đó dù cho nó có được cười tới đâu nếu tôi là biden hoặc bất kỳ nhà lập pháp hay ứng cử viên nào khác andrew bates là lựa chọn tốt nhất có thể hỗ trợ tôi hết mình bất chấp tất cả nhưng đối với những người trong đảng và ngoài tòa bạch ốc bây giờ trách nhiệm của chúng tôi là phân biệt giữa những lời tuyên bố mang tính chất hùng biện và thực tế thực tế là không ai từng đặt câu hỏi hoặc nghi ngờ khả năng của joe biden trong việc chỉ đạo các chính sách đối nội và đối ngoại la rosa tiếp tục ông ấy có thể vượt qua giới truyền thông đối thủ hoặc các thành viên của quốc hội về nội dung hoặc thành tích của mình đó không phải là điều mà cuộc trò chuyện đang diễn ra lý do tại sao các nhà dân chủ trong quốc hội lo lắng là vì họ cảm thấy ông chưa đạt được hoặc vượt qua tiêu chuẩn về mặt trình bày sự linh hoạt và sắc bén trong từng câu chữ của ông ấy la rosa nói rằng ông lo ngại đôi khi những người xung quanh ông ấy vô tình hạ thấp tiêu chuẩn cho tổng thống. Bài đăng trên X của Bates cũng đã gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía bảo thủ trên mạng xã hội. Abigail Jackson, giám đốc truyền thông của thượng nghị sĩ George Hawley, đã đăng trên X nhắc đến một sai lầm của Biden ngay trước cuộc họp báo. Ông tổng thống nhầm lẫn giữa Harris và Trump ngay sau khi ông ta nhầm lẫn giữa Zelensky và Putin. Nhà truyền thông bảo thủ Steve Gass đã đăng trên X Thật sự không ai đang thắc mắc về vấn đề mà phó thư ký báo chí cấp cao của Tòa Bạch Ốc đã đăng tải. Biden, người đang phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ các quan chức được bầu trong đảng của ông rút lui khỏi cuộc đua do lo ngại về tuổi tác của ông, đã bị chỉ trích rộng rãi bởi đảng Cộng Hòa về màn trình diễn của ông trong cuộc họp báo NATO. Chiến lược gia lâu năm của đảng Cộng Hòa Mike Piondo, một cựu cố vấn của Trump, đã nói với Fox News Digital, ông tin rằng đó là một chiến thắng 100% cho đảng Cộng Hòa và chiến dịch của cựu tổng thống Trump. Có vẻ như Biden đã làm đủ để thuyết phục những người biện hộ của ông ấy rằng ông nên tiếp tục tranh cử, nhưng ông cũng củng cố những gì mà người dân Mỹ đã biết, cuộc sống của họ đang bị tổn hại hàng ngày bởi sự yếu kém và thất bại của ông ấy. Một quan chức chiến dịch của Trump, người yêu cầu giấu tên để chia sẻ thoải mái hơn, nói với Fox News Digital sau cuộc họp báo tối thứ năm. Bão chúa Joe Biden sẽ tiếp tục bóp méo thực tại. Kính thưa quý vị, áp lực đang gia tăng đối với Joe Biden khi ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi ông ta từ chức. Một báo cáo mới đây cho biết các nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ đã tạm dừng khoảng 90 triệu đô la tiền quyên góp cho chiến dịch của ông Tổng thống. Điều này cho thấy sự bất mãn và lo lắng về khả năng tái đắc cử của cụ Biden. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakim Jeffries đã có cuộc gặp gỡ với Biden vào tối qua khi số lượng lớn đảng viên Dân Chủ lo ngại Biden sẽ thất bại trước Donald Trump. Thậm chí, Barack Obama và Nancy Pelosi cũng đã gặp gỡ riêng để bày tỏ mối quan ngại về tình hình khủng hoảng hiện tại của Biden. Mặc dù áp lực từ cả trong và ngoài đảng ngày càng gia tăng, Joe Biden vẫn kiên quyết không rời khỏi cuộc đua. Ông nói, tôi không đi đâu cả, tôi không đi đâu cả. Ông ta lặp lại hai lần câu nói đó, chứng tỏ sự ngoan cố của bản thân trước bố rượu dư luận. Đúng ra, Tổng thống Trump không nên gọi đương kim Tổng thống là Joe Wanko, phải gọi là Joe mặt dày mới đúng, bị chửi te tua tan tác như vậy mà vẫn có thể lì lợm bám víu vào chiếc ghế tổng thống. Cụ Biden không hề nhận ra bản thân mình tệ hại tới mức nào. Có lẽ chỉ khi bị Donald Trump trực tiếp đá văng ra khỏi bạch cung thì lúc đó Biden mới thực sự biết bản thân mình ở đâu. Sự bất mãn của công chúng và truyền thông với ông tổng thống già này cũng ngày càng tăng cao. Gần đây, Biden đã mắc một loạt sai lầm khi phát biểu trước công chúng, bao gồm cả việc gọi nhầm tên của tổng thống Ukraine Zelensky thành Putin. Những sai lầm này đã khiến công chúng và truyền thông lo lắng về khả năng lãnh đạo của ông ta. Theo một cuộc thăm dò của ASUS, chỉ có 24% người Mỹ tin rằng Biden có đủ sự nhạy bén về tinh thần để lãnh đạo đất nước. Một cuộc thăm dò khác của ABC News, Washington Post, Ipsos, cho thấy có tới 2 phần 3 người Mỹ tin rằng Biden nên từ chức. Nhà báo Lydia Kudanai đã chỉ trích mạnh mẽ Biden, gọi ông là bạo chúa và nói rằng ông sẽ tiếp tục bóp méo thực tại Bà nhấn mạnh rằng Biden đang bỏ qua ý chí của người dân và gọi những người chống đối mình là tầng lớp tinh hoa. Kyrdai cũng dẫn chứng một cuộc thăm dò mới. Bà chỉ ra rằng có tới 85% người Mỹ khẳng định Biden quá già để đảm nhận thêm một nhiệm kỳ nữa. Liệu Biden có thể vượt qua những áp lực này và chứng minh khả năng của mình, hay sẽ bị buộc phải rời khỏi cuộc đua trong nỗi thất vọng tột cùng của hàng triệu ánh mắt? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó.